nấu đã xong nha mọi người. Chào em Nguyễn Quý, mẫu mới chị mới lên nè, mới hôm nay là chiều đó. Mỹ Lệ ơi, xong rồi nè Mỹ Lệ ơi. Mẫu này được không? Ok chưa? Lên gì à, lên form gì được rồi ha mọi người. Rồi thì chị sẽ hướng dẫn lại trên kênh à, bây giờ là lên form ok rồi, lại hướng dẫn lại trên kênh nha. Các bạn nào muốn học thì theo dõi trên kênh YouTube nha. Mẫu này á à, thích lấy đập hay sao, muốn lấy đập hay sao quý? Lấy đập hay gì quý, muốn lấy gặp hỏi gặp hay sao em? Cái này là chị đang chuẩn bị sản xuất cho khách. À, em muốn mua đặt mẫu này hả? Ok, để mẫu áo đẹp nữa, màu áo đẹp nữa hả? Màu áo hả? Màu hả? À, màu này cũng đẹp, màu này lên mặt nó tối nhưng mà nó sẽ nó cũng sang ha.
Rồi bạn nào cần rập thì inbox cho mình nha, inbox bên Messenger. Bạn nào cần rập thì inbox bên Messenger nha. À, mẫu này nếu mà cắt lẻ thì chắc phải mua 2 mét á. 2 tà đắp qua hả? Mẫu nó 2 tà đắp qua hả? Đâu có đắp. Nó xẻ nhưng mà nó xẻ theo kiểu chỗ này trùng á, nó hơi chắc qua gì nè, chắc qua một chút thôi chứ không phải đắp. Còn chị căng thẳng quá, chị căng thẳng ra quá cho nó. Còn thẳng quá thì cái này nó hở ra, tại vì bóp mấy cái này vô nhiều nè, nó hở ra thôi. Còn cái kia của nó đùng ở đây nè, nhiều quá thì phần nãy chắp lại. Muốn cho chắp lại dễ mà, chắp lại em cắt cái thân này lớn lên, cắt cái thân này nè lớn lên thì nó sẽ đắp qua. Vải này vải cô tông tuyết nha. Vải này cô tông tuyết. Chán đẹp hả? À? Cái gì cũng khen trơn á, ngại cũng chết rồi, cái gì cũng khen trơn á. Ai cần rập thì inbox. Rồi nha, cởi nha. Chị bây giờ mò được có nhiêu đó. Hai tà đắp qua cũng được á, làm cái thân này lớn lên, nhưng mà cái này là chị sản xuất cho khách luôn á, cho nên là mình sẽ chị thấy sẻ gì nó sang trọng hơn, với lại khách yêu cầu ngắn hơn, khách yêu cầu ngắn hơn là cái mẫu ngắn hơn trên đầu gối, sẻ gì cho nó hấp dẫn. Quay bên YouTube nha. Chào các bạn nha, ngủ ngon nha. Chị bao nhiêu ký hả? Chị 49 ký. Hôm nay cái ông ở hàng xóm ông hát karaoke, ông hát bự quá à, cho nên là nói nghe không có rõ, với lại là mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho các bạn. Mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho các bạn nghe. Đó, các bạn xem ha. Rồi bạn nào cần rập thì tốt nha. Xây này là xây M á, xây này là xây M, các bạn nào cần xây lớn hơn thì báo nha. Xây M là mình đang xây M nè, mình đang xây M là mặt nó như vậy nè. Đẹp thế. Đẹp không anh Tư? Em gái của anh mà phải đẹp thôi. Biết.
bạn nào gặp nhớ lên bóc nha, bóc nha. Cần chỉnh cổ rộng hơn hay là gì không ta? Thấy gì là đẹp rồi. Chào các bạn nha. Chào Mai Đặng. Chào Đinh Ngọc Nhật. Chào Cẩm Tú. Mỹ Lệ ơi, Mỹ Lệ tự cắt được không hay là Mỹ Lệ lấy rập? Tại vì cái này là chị làm cái gì sản xuất cho người ta luôn, cho nên là chị làm cái tay này. Chào An Thảo nè. Chào Tina Lê. Tim không hợp nha em. Cổ tim nó không hợp. Ví dụ như vậy nè, sẽ thích rộng hơn một chút nữa thì đẹp á. Cổ tim nó không hợp đâu. Cổ tim nó không hợp bằng cổ này đâu. Thì em thích rộng, thì em cứ về mình phát rộng ra. Chứ còn cổ tim vậy thấy nó không hợp á. Rồi, chào Nguyễn Hồng Hà. Cảm ơn bạn nha. Cổ này thì thấy nó đẹp, nó sang, nó nói chung là nó vừa kín đáo vừa sang trọng ha. Còn rộng hơn với cổ tim thì chị thấy nó không đẹp lắm. Mặc như quý bà. À, khách em dài 125. Tay không có măng xếp em, tay dúng giò heo nè. Nó liền nha, bẻ lai to lên thôi. Mình xếp rồi bẻ lai to lên thôi à. Xếp cái con A ngay chính giữa. Xếp cái con chữ A ngay chính giữa và bẻ cái lai to lên bảng 5 xăng. Hai tạt đắp tay liền. À thì là cũng cái eo như vậy nhưng mà cái phần tay là tay liền đúng không? Thì cái đó phải chuyển qua một bộ rập khác rồi, chế qua một bộ khác rồi. Ví dụ như cái phần trước, phần sau thì giữ như vậy, mà thân cái tay thì mình làm tay ve ra đúng không? Nếu cái tay thì nó về thôi, rút lên nè. Gì em? Này, tay buông xuống thì nó dày ha, cái tay buông xuống thì nó dày. Mình thích mặt buông xuống thì mặt, còn không thì mình phải rút lên một chút cho nó phùng lên. Không có em, một người bạn ở gần. Rồi bạn nào ấy nha, bạn nào chào Thu Trang. À,
Chào bạn. Gửi cho em rập này. Vi Trần. Vi Trần để lại bên tin nhắn nha, bên tin nhắn giùm chị nha. Bên tin nhắn em để số điện thoại với lại là địa chỉ luôn ha. À, để lại số điện thoại với địa chỉ cụ thể nha, để cho chính xác nha, để mình mất công mình gọi lại nha. Có rã heo em, có rã ngang đây nè, con rã ngang đây mới bẻ lộn được. Rã ngang đây, bên đây rã ngang đây thì mới bẻ lộn là được. Chào Moon Mi. À, đã hoàn thành rồi nè. Thì quẩy phi hai da cũng được em. Quẩy phi hai da cũng được, độ tại vì cái đó nó cũng có độ giãn nhẹ, cái đó nó cũng có độ giãn nhẹ cho nên được. Phi hai da có độ giãn mà. Dạ nha mọi người, à ai cần cái gì thì inbox nha, mình ốp rồi nha. Chào Tuyết Trang. Mình thì mình mặc thích á, mình mặc thích lên đây nè. À, mình mặc nó hơi rút rút cái tay lên gì nè, đặng cho cái phần tay nó phồng. Vải này là cô tông hả chị? Đúng rồi, cô tông. Cô tông tha á, cô cái này là cô tông tuyết. Cái mình giải thời trang bây giờ đó. Ờ, đẹp quá, cảm ơn Nguyễn Thu Thảo. Chào Nguyễn Thu Thảo nha. Cho em coi sau lưng hả? Nè sau lưng nè. Ở sau lưng vậy nè. Đứng gần cho anh thấy nha. Đó sau lưng là vậy đó. Sau lưng thì nó suông thẳng bình thường thôi, suông thẳng thì nó đập khác thôi. Kiểu cỏ thì lên trước thôi, lên sau thì nó bình thường. Ủi thẳng thế hả? Con cái mà o đây mà không thẳng sao được. Ủi mẫu mà. Ủi mẫu là ủi o nó cho nó thẳng đặt lên hình chứ. Gì gian gồm. Ủi đi coi được thì ủi đồ đi. Đồ mới ủi gì? Eo đẹp quá đi. Nghe mấy cô khen mẹ đó, nó ngồi nó cười nhe răng. Eo đẹp quá. Mặc chiếc này ngủ luôn, tới sáng nó nhăn đụng cái áo làm sao đi học. Có sao đâu. Trời đất ơi, tới 1 giờ ngày mai mới đi học được không? Chưa chắc, lỡ đi học buổi sáng, con chưa biết được. Sao nãy giờ con đi coi lịch đi. Rồi nha. Nói chung nó hơi chào em gái Ruby Trần. Đẹp không Lon? Lon ơi Lon, bé Hậu nó ra bé gái nữa rồi đó Lon, em chừng nào có bé gái đi Lon.
chào anh Đạt nè. Mẹ con là người mẫu. Mẫu hậu, mẫu hậu. Đẹp không? Chị mặc mẫu này nhìn mặt đẹp nè. Mập đẹp hả? Mập hả? Chỗ này chị mập rồi. Chỗ này chị lên ký rồi. Chị đừng xóa bài nhé. Chiều em bận không xem. Chị ráp hoàn chỉnh. Không, chị không có xóa đâu. Không có xóa. Nhìn thấy người đi mép rồi nè. Vậy thì chói đúng không? Nếu mà không coi được ở trên bài này á, không coi được ở trên, không coi được ở trên trên cái YouTube này, ở trên Facebook nha, thì mai mốt mình sẽ làm một cái clip ở bên YouTube đó nha. Tại vì cái clip hồi chiều mai thì nó cũng chưa có đạt lắm, tại vì quay mà ồn quá, quay mà hát karaoke âm sùm á, ồn quá. Mình sẽ làm lại, mình sẽ làm lại. À, giờ này mà nó mặc đồ đi học rồi đó. Đằng sáng nó tranh thủ. Tranh thủ đằng sáng nó ngủ dậy muộn. Nó khỏi phải lu lu bu. Chào An Mỹ nha. Ai cũng ham gái hết trơn á. Con Hậu đó, nó hai đứa con gái luôn. Trời ơi, công nhận thiệt, nhỏ nó biết đẻ ghê á. Em kiếm được đứa con gái là được rồi. Rồi, cảm ơn An Mỹ nha. Nha, đó. Rồi. Mọi người xem đây nè, rồi ai đặt cái gì thì alo hoặc là inbox nha. Rồi bây giờ mình ốp nha. Mình ốp là mình củng cố lại cái rập. Mình ốp là mình củng cố lại cái rập để coi, mình nghiên cứu coi cái cách lên kênh á, là hướng dẫn cho cách nào mà các bạn dễ hiểu nhất và may nhanh nhất nha. Chị may quần ống suông mặc đi chị hả? Chị mặc quần ống suông không đẹp, tự nhiên chị thấy chị mặc quần ống suông thấy nó bề xề quá à. Thấy làm sao á? Nét mặc quần ống tấm quen rồi đó. Mà cũng suông thấy nó bề xề, thấy người mình nó không có gọn gàng á. Vinh đi đâu vậy? Vô phụ con nè. Thôi giờ này là dậy ngủ mà Vinh TV vô chi. Con muốn Vinh thì con tắt đi chứ con để là điện gì con Vinh luôn hả? Rút điện. Rồi đó, Kinh đi. Ôm ở dưới lên, mẹ nó nhẹ hiệu chứ gì đâu. Ôm, lật đó. Tài phụ. Tài mà phụ cái gì? Nhân. Thôi mày biến con đi. Màu này là màu dưa cải. Chào nhà Mai Xuân Thảo nha.
Rồi, cảm ơn nhiều. Cảm ơn Mỹ Lệ nha, cảm ơn em. Hôm nay là nhận một rừng lời chúc từ các bạn ở xa. Cái này nó gấp hơn nha. Tao đang gắn cái vô nha. Trả lời mệt xỉu. Ở ngoài tới chứ còn không rồi. Thì cái rập đó với cái rập 6 ly eo nè. Cái rập đầm 6 ly eo này nó cũng tương tự như cái đầm này, nó khác một chỗ là cái kia nó xếp 6 ly eo, còn cái này là nó gì vậy con? Không có tới đâu. Cái này là nó sắn nha, cái kia thì rồi. Cảm ơn em, yêu đời chứ, yêu thôi, phải yêu thôi. Chào Nguyễn Nhung. Rồi đây là một cái rập nha, một cái rập của đầm xoắn eo. Các bạn nào lấy rập đầm xoắn eo thì các bạn để lên cái tin nhắn luôn nha. Còn đây là cái rập đầm, đây là đầm 6 ly eo. Thì mình sẽ cũng mặc thử luôn cho các bạn coi. Nếu các bạn thích cái luôn cái mẫu này á thì mình mua luôn ha, hay là mình ấy luôn nha. Mình thử luôn một mẫu nữa. Thử luôn cái mẫu này cho các bạn nha. Sẵn dịp mua đó. Ví dụ mình sẵn dịp đó là mình sẵn đó cái mình ship luôn hai ba rập luôn một lượt á. Còn cái đầm này thì là eo nó ngược qua bên đây. Tối các bạn thấy đường không? Thấy không? Em đặt ít mẫu với hả? Chị làm rập không à? Chứ chị may thì chị may lâu lắm á luôn. Xuân Nguyễn, chào Xuân Nguyễn nha. Đây là mẫu thứ hai nha, mẫu đen. Cũng là tay lỡ luôn, cũng là tay dúng phòng. Xếp ngược qua bên đây, 6 cái ly eo này xếp ngược qua bên đây. Rồi bạn nào thích mẫu nào thì mình đặt mẫu đó. Chị may vậy mặc chị đi chị. Chị may vậy chị mặc hay chị bán? Chị may để lên mẫu chị sản xuất cho người ta. Xong rồi bạn nào cần rập để may á mặc á thì chị nhượng lại, chị sang rập ra chị nhượng lại thôi chứ chị không có bán, chị không có thời gian á em. Sản xuất bán thì cũng được đó, nhưng mà
nếu mà sản xuất riêng lẻ một cái á, thì nó giá thành nó cao lắm. Như may một cái một á, thì cái giá nó hơi cao, may số lượng á, cái giá nó mới rẻ được. Rồi các bạn thích mẫu nào thì up nhắn tin mẫu đó nha. Mẫu này mẫu số 2, mẫu màu đen ha, nó là mẫu 6 ly nha. Mình đóng thêm nè, đóng cái cổ nè cho nó sáng lên nè. Hôm nay nó đi 2:30 phút. Chào Sang Quỳnh. Thôi nực quá à, thay ra cái. Sexy. Mình có cái đầm sexy nè các bạn, có cái đầm này mà cái này là mình bán luôn. Cái này là mình bán luôn nha, tại vì mình may mình mặc nhưng mà nó sexy quá mình không dám mặc. Các bạn nào thích cái đầm này mình bán luôn cái đầm này. Đúng rồi, chị thuê nhà khác. Đúng rồi em, giải này giải độc quyền á. Kiếm một cái không được, kiếm một cái thứ hai không có đâu. Giải này giải độc quyền của nhà thiết kế. Nhà thiết kế gì hồi đó chị, hồi trước đây chị làm á. Nhà thiết kế này họ cũng nói chung là cũng có tiếng á, có tiếng ở Sài Gòn này luôn á. Ai thích mặc sexy thì cái áo đầm này được. Mình thấy đẹp mình may thôi, nhưng mà nó sexy quá mặc nó hơi ngại á, mình cảm giác nó hơi ngại cho nên mình không dám mặc nè. Chào Bách Trần.
em bao nhiêu quý? Bảy mốt hả? Bảy mốt con chừng cũng vừa đó à. Chị dạo này cũng ú lên rồi, em này cũng bự à, không có nhỏ đâu. Mông 96 hả? Mông 96, để chị đo coi nha. Eo 71 luôn nè. Eo chỗ này eo bự dữ trời. Đo đo sát 71 luôn nè quý. 70. Đứa này lên cân rồi. Mông có 94 à. Đo sát 92. Mông 92 quý ơi. Nhưng mà cái dải này giãn. Nè cái dải này em thấy nó giãn nè. Có độ giãn nó ra mấy phân nó còn được đó nè, thấy không? Kaki thun nó giãn tốt lắm nè. Giãn thêm được một lóng tay nó được đó nè, một lóng tay nó luôn nè, thấy không? Lóng tay nó được á. Chào Nhật Phan. Trời ơi à, eo 71 mà mông 96 là cũng quá đẹp rồi. Eo quá, eo với mông nó trên lệch nhau là như vậy là đẹp lắm rồi đó. Chê gì nữa. Xỉn rồi, bảo đảm xỉn rồi. Mông em to quá hả? Trời, ta đang cần mông to. Muốn mà không được. Thôi rồi, à, khuya rồi à, các bạn mình ngủ ngon nha. Chào Thủy Trần. Mình ốp đây à, trong một trong ba mẫu này các bạn chọn mẫu nào thì à, anh bóc nha. Ai mua cái đầm này bán luôn nha. Như chị quá đẹp hả? Khen hoài nghĩ à. Đầm này giải độc quyền á, không có đâu có đâu. Chỉ có sexy quá là không dám mặc thôi, chứ chưa mặc bao giờ, nói may lên là chưa mặc á. Thank you, thank you. Dạ, bye bye mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon nha. À, chúc một ngày lễ 2 tháng 9 rất là ấm áp nha. Vui vẻ bên gia đình nha. Rồi, bye bye. Bạn quay đăng sau cho mọi người xem với. Ok, mình sẽ quay lại cho các bạn nha. Mình không có xóa bài đâu, có để yên đấy mà.